mỗi người sinh ra trên đất đều có một sứ mạng. Và sứ mạng của cơ đốc nhân là đi ra làm chứng về Chúa cho muôn dân. Bạn có đang thực hiện sứ mạng ấy hay không? Edward Kimball, người đã đi và đem hạt giống phúc âm đến với cậu thanh niên trẻ tuổi Moody. Chúa đã dấy Moody lên trở thành nhà truyền giáo tài giỏi nhất thế kỷ 19. Ông đã chia sẻ phúc âm cho 100 triệu người khác được nghe. Từ hạt giống đó, một Billy Graham đã quay trở lại với Đấng Christ, trở thành một nhà truyền giáo đại tài của thế kỷ 20. Qua chức vụ của ông, khoảng 2 tỷ người tại nhiều quốc gia được nghe phúc âm. Từ một người dám nhận lấy sứ mạng, dàn dĩ đi ra và chia sẻ phúc âm cho người đối diện, một hạt giống được gieo ra và thiên đàng đã có một mùa gặt lớn. Bạn không biết chương trình của Chúa dành cho người đối diện của mình là tuyệt vời như thế nào, nhưng bạn được gọi để đi và rao báo phúc âm không phân biệt ai cả. Đó là sứ mạng của mỗi cơ đốc nhân. Đó là sứ mạng của bạn và tôi. Hãy đi và rao báo phúc âm, vì ngày của Chúa đã đến gần. Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. Hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp têm cho họ và dạy họ giữ mọi điều ta đã truyền cho các con. Và này, ta luôn ở với các con cho đến tận thế.